Anita từ Du học Inspiro. Ngành du lịch khách sạn tại Singapore liên tục phát triển trong những năm qua, và theo dự kiến thì đến năm 2024, Singapore đón tiếp khoảng 18,8 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, doanh thu lên đến 31,8 tỷ đô xin. Chính vì thế, Singapore là quốc gia vô cùng lý tưởng để các bạn có thể học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Học viện Quản lý Nanyang từ lâu đã được biến đến là một trong những học viện uy tín đào tạo chất lượng ngành du lịch khách sạn, chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn kiến thức, kỹ năng, cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu những lý do tại sao nên học ngành quản lý du lịch khách sạn tại Học viện Quản lý Nanyang nhé. Thứ nhất, đó là học đi đôi với hành. Khi học tại Học viện Quản lý Nanyang thì ngoài việc học lý thuyết thì các bạn sẽ được thực hành và có cơ hội đi thực tập tại các khách sạn 5 sao, các khu vui chơi, giải trí tiêu chuẩn tại Singapore với mức lương từ 700 cho đến 1.200 đô xin trên tháng. Các sinh viên của Inspiro sau khi học xong tại Nanyang thì hầu hết các bạn đều tìm được cái công việc mong muốn tại Singapore. Thứ hai, đó là chương trình học được rút ngắn, tiết kiệm chi phí. Chương trình học tại Học viện Quản lý Nanyang được rút ngắn tối đa, không có quá nhiều kỳ nghỉ dài, nghỉ hè, giúp các bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau khi học xong lớp 9 thì các bạn sẽ học chương trình dự bị 6 tháng. Sau đó thì các bạn sẽ học lên chương trình diploma 6 tháng học, 6 tháng thực tập. Và mình sẽ học lên chương trình apprenticeship 8 tháng. Cuối cùng thì các bạn sẽ hoàn tất chương trình cử nhân 8 tháng và nhận bằng đại học của trường đại học York Escitron. Như vậy thì các bạn chỉ mất khoảng 34 tháng để hoàn tất chương trình học. Và nếu như mà các bạn đi học từ sau khi mà các bạn học xong lớp 9 thì chưa đến 20 tuổi thì các bạn đã nhận bằng đại học rồi. Trong khi đó thì bạn bè của bạn đang học năm nhất hoặc là năm 2 đại học. Bạn sẽ có thời gian trải nghiệm công việc sớm hơn, tích lũy kinh nghiệm cũng như là tạo nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp sau này của mình. Thứ ba, đó là ngành học hot, nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Sau khi học xong ngành quản lý du lịch khách sạn tại Học viện Quản lý Nanyang thì bạn có thể làm việc trong nhà hàng, trong khách sạn, casino, các công ty du lịch, lữ hành. Nói chung thì những cái ngành thuộc về lĩnh vực về dịch vụ thì bạn đều có thể làm việc được, cho nên là cơ hội làm việc của mình rất là rộng mở. Thứ tư, đó là vị trí địa lý thuận lợi. Một trong những điểm mạnh của trường đó là trường nằm trong trung tâm kinh tế của Singapore. Điều này tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc, bạn có cơ hội đi thực tập cũng như là tìm kiếm công việc cho mình sau khi tốt nghiệp. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cơ sở vật chất của trường. Vì trường chuyên đào tạo về ngành du lịch khách sạn cho nên là cơ sở vật chất, trang thiết bị được khá là hiện đại để các bạn có thể học tập và thực hành. Bên cạnh đó thì trường còn sử dụng các phần mềm tại các khách sạn lớn áp dụng cho các bạn luôn từ lúc mà các bạn học ở trong trường, để khi mà các bạn tốt nghiệp thì các bạn có thể làm việc ngay và mình không phải bỡ ngỡ với những cái phần mềm hoặc là với những cái hoạt động trong các du lịch, các khách sạn hoặc các nhà hàng. Trên đây mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thế mạnh khi mà bạn học ngành du lịch khách sạn tại Học viện Quản lý Nanyang. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với Inspiro Edu và số hotline 0943 556 128 hoặc email info@inspiroedu.com để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.